Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung chi tiết. Để duy trì tập luyện thể thao thích ứng an toàn mùa dịch, nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã lựa chọn hình thức tập luyện theo nhóm nhỏ thay vì tập trung quá đông người. Địa điểm tập luyện có thể tại nhà hoặc nơi có không gian rộng với các bộ môn được yêu thích là aerobic, zumba. Đây còn được coi như bài thể dục thẩm mỹ tốt cho sức khỏe, không những giúp nâng cao sức đề kháng, giảm stress mà còn giúp chị em giảm mỡ thừa, có thân hình săn chắc. Vì vậy hai bộ môn này được rất nhiều chị em lựa chọn trong vài năm trở lại đây. Từ khi dịch bùng phát đến nay, thay vì tập luyện thể thao nơi đông người như trước kia, thì sau giờ làm việc, mỗi ngày chị Nguyễn Thị Hải Yến, giáo viên trường mầm non xã Toàn Thắng lại cùng một vài đồng nghiệp tổ chức tập luyện aerobic để rèn luyện và nâng cao sức khỏe. Không chỉ duy trì thói quen tập luyện thể thao cho bản thân, mà chị còn lập nhóm Zoom và kêu gọi các chị em phụ nữ trong xã cùng tham gia tập luyện, tạo không khí và đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao trong các chị em phụ nữ địa phương. Không chỉ các chị em ở bên ngoài, mà cả những chị em đang phải cách ly y tế cũng vẫn có thể tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe. Đến nay có khoảng trên 50% chị em phụ nữ xã Toàn Thắng duy trì thói quen tập luyện thể thao tại nhà và môn aerobic là môn thể thao được chị em ưa thích nhất. Nhằm tạo sân chơi thể thao, vừa qua thôn Mễ Sở, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang vận động người dân ủng hộ kinh phí xây dựng khu thể thao công cộng diện tích trên 1.000 m², bao gồm sân bóng cỏ nhân tạo và khu thể thao ngoài trời đa năng, có trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại. Thôn đã xã hội hóa được 300 triệu đồng, trong đó có một số cá nhân ủng hộ nhiều như ông Đoàn Trần Hanh 50 triệu đồng, ông Trần Huy Hưng 30 triệu đồng, ông Nguyễn Đức Mạnh 30 triệu đồng. Sân bóng hiện đã hoàn thành, còn sân bóng chuyền, khu tập đa năng đang trong quá trình hoàn thiện. Dự kiến đầu năm 2022, các công trình thể thao này sẽ đi vào hoạt động phục vụ nhu cầu tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân trong thôn. Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên trong công ty có nơi tập thể thao lành mạnh, bổ ích, công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Tisland ở xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã tổ chức cho nhân viên tập bóng bàn ngay tại công ty sau giờ làm việc. Công ty đã tận dụng hội trường để đặt bàn bóng bàn, mua sắm vợt cho nhân viên. Công ty có 20 người thì có đến một nửa tập môn bóng bàn. Các nhân viên luân phiên tập theo ca, mỗi ca 45 phút, đảm bảo không quá 6 người trong phòng tập để phòng chống dịch Covid-19. Hoạt động thể thao trong công ty tạo động lực để người lao động nâng cao sức khỏe và có thêm niềm vui nơi công sở, góp phần yên tâm lao động kinh doanh. Năm 2021, một năm với rất nhiều khó khăn, thử thách do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với quyết tâm khẳng định vị thế của mình trên đấu trường thể thao quốc gia, đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao Hưng Yên đã nỗ lực tập luyện, thi đấu hết mình và đã giành được nhiều thành tích ấn tượng. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm vừa qua, thể thao thành tích cao tỉnh ta đã gặp phải rất nhiều những khó khăn. Mọi kế hoạch tập huấn, thi đấu cọ sát cho các vận động viên đều không thể thực hiện. Rất nhiều các giải đấu trong nước và quốc tế cũng đã bị hủy bỏ. Mọi hoạt động tập luyện tại trung tâm huấn luyện đã phải tạm dừng và thay vào đó là tập luyện tại nhà dưới sự hướng dẫn online của huấn luyện viên. Điều đó cũng đã gây không ít những khó khăn, hạn chế trong việc tập luyện cũng như thi đấu của các vận động viên. Tập nhà nó thiếu cơ sở vật chất, tập với cả không có sự chỉ đạo của thầy cô. Thứ hai là tập ở nhà bọn cháu tập đối kháng rồi không có bạn bè tập với nhau, thế là rất là ảnh hưởng ạ, rất là khó ạ. Tại gia đình các em chỉ có thể trau dồi được cái thể lực chung thôi. Thế còn cái kỹ chiến thuật, cảm giác đòn và thể lực chuyên môn thì gần như là sẽ mất gần hết. Các em trở về gia đình tập luyện ở gia đình thì lại không có chế độ, nên dẫn đến là cái tâm lý, cái tinh thần của các em cũng không được tốt. Cũng chỉ biết là động viên các em để các em cố gắng. Tuy chỉ tham gia được 15 trên 44 giải quốc gia theo kế hoạch, nhưng thể thao thành tích cao Hưng Yên cũng đã đạt được 70 huy chương các loại, trong đó có 5 huy chương vàng, 22 huy chương bạc và 43 huy chương đồng, đạt 50% kế hoạch được giao. Năm 2021 là năm cực kỳ khó khăn. Để thích ứng các cái tình hình mới thì lãnh đạo trung tâm và các phòng ban đơn vị đã chỉ đạo cho huấn luyện viên xây dựng kế hoạch các cái biện pháp phòng dịch, tập luyện tại nhà, chủ yếu tập trung vào các cái bài tập về thể lực, để sau khi có các cái điều lệ và có cái giải của toàn quốc thì các cháu sẵn sàng ngay. Mong muốn là lãnh đạo các cấp tháo gỡ cái khó khăn, quan tâm tạo điều kiện các cháu có đủ sức khỏe để tham gia các đại hội thể thao toàn quốc. Năm 2022, năm diễn ra đại hội thể dục thể thao toàn quốc, với sự chủ động và định hướng rõ ràng của lãnh đạo trung tâm huấn luyện cùng sự quyết tâm cao của tập thể các huấn luyện viên, vận động viên, mong rằng thể thao thành tích cao tỉnh nhà sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đưa thể thao Hưng Yên tiến xa hơn và khẳng định được vị thế của mình.
Từ đây bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.